Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 20 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Mới mẻ và vững bền, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Ca Thương, chương 3, từ câu 19 đến câu 26. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Ca Thương, chương 3, từ câu 19 đến câu 26, bản truyền thống hiệu đính. Xin Chúa nhớ đến nỗi phiền ưu và cảnh đời lưu lạc của con. Chỉ có ngải cứu và mật đắng. Con vẫn luôn nhớ đến điều đó. Linh hồn con mòn mỏi trong con. Nhưng khi nhớ lại điều đó thì con có niềm hy vọng. Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Sự thành tín của Ngài lớn biết bao. Tôi tự nhủ, Đức Giê-hô-va là sản nghiệp tôi, nên tôi hy vọng nơi Ngài. Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài, với linh hồn nào tìm kiếm Ngài. Thật tốt cho người yên lặng trông chờ ơn cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Câu gốc hôm nay được chép trong Ca Thương chương 3, câu 22 đến câu 23. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. 3 năm qua, ngoài các nhu yếu phẩm trong nhà, Susan không mua gì cho bản thân. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thu nhập của bạn tôi và cô ấy đã tập quen với lối sống giản dị. Cô ấy chia sẻ, một ngày nọ, khi đang dọn dẹp căn hộ, tôi nhận thấy đồ đạc của mình trông tồi tàn và bạc màu quá. Đó là lúc tôi bắt đầu nhớ nhung những điều mới mẻ, hay cảm giác tươi mới và phấn khởi. Môi trường xung quanh tôi có vẻ mệt mỏi và cũ kỹ. Tôi cảm thấy như thể chẳng có gì đáng mong đợi cả. Susan đã tìm thấy được sự khích lệ ở một sách không ngờ đến trong Kinh Thánh. Sách Ca Thương được viết bởi Jeremy sau khi thành Jerusalem rơi vào tay Babylon, mô tả nỗi đau đớn mà chính nhà tiên tri và dân sự phải chịu đựng. Tuy nhiên, giữa nỗi đau buồn tuyệt vọng vẫn có nền tảng chắc chắn cho niềm hy vọng. Đó là tình yêu của Chúa. Jeremy viết, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Susan được nhắc nhở rằng, tình yêu sâu xa của Chúa không ngừng tuôn đổ cách tươi mới mỗi ngày. Khi hoàn cảnh khiến chúng ta cảm thấy chẳng còn gì để mong đợi nữa, hãy nhớ đến sự thành tín của Chúa và trông đợi cách Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta. Chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa, biết rằng niềm hy vọng của mình không bao giờ vô ích, vì chúng ta được đảm bảo trong tình yêu và lòng nhân từ vững bền của Ngài. Susan nói, tình yêu Chúa chính là điều mới mẻ của tôi mỗi ngày. Tôi có thể nhìn về phía trước với niềm hy vọng. Bạn có trải qua những lúc mà chính mình không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào trong hoàn cảnh của mình chưa? Lời hứa rằng tình yêu Chúa tươi mới luôn mỗi buổi sáng mang lại cho bạn niềm hy vọng như thế nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu, cảm ơn Ngài vì mỗi ngày mới đều mang đến cho con tình yêu vững bền của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube.
Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.